Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Tiếp tục đây là video clip và tiếp nối cái phần 1 về một chiếc Xiaomi Mi 9T nó gặp phải lỗi camera trước và lỗi âm thanh. Đó, thì sẽ để cái link part 1 ở dưới để anh em xem cái tình trạng lỗi lúc ban đầu khi hình tiếp nhận máy ha. Thì như chúng ta đã biết thì cái dòng Mi 9T Pro hoặc có tên gọi là Redmi K20, K20 Pro là cái dòng máy mà được ưa chuộng rất nhiều luôn, hình nói bán cực kỳ chạy luôn ở thị trường Việt Nam cái giai đoạn mà máy ra mắt ha. Đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều anh em sử dụng cái dòng máy này đó, bởi vì đơn giản thôi, nó đẹp đó, xác định là nó rất là đẹp, màn hình Super AMOLED mượt mà đó, cho trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cái tầm giá. Thì như video clip trước thì đã nói máy nó gặp phải hai cái vấn đề, đó là mọi vấn đề liên quan tới âm thanh, thậm chí khi chúng ta vào cài đặt âm thanh thì nó báo lỗi, nó đơ máy luôn ha. Và camera thì vào camera trước một cái là nó đơ, nó trèo máy giống như anh em đã xem video clip trước rồi. À, bây giờ đầu tiên chúng ta nói về cái niềm vui, chúng ta nói về kết quả sửa chữa trước. Rồi anh em hãy xem, kết quả sửa chữa thể hiện rất là rõ qua cái động tác hình làm. Đó, anh em nghe tiếng gì không? Anh em nghe lại nha. Đó, cạch một cái, đó là tiếng mở khóa màn hình. Vì sao cái tiếng mở khóa màn hình này đó chính là niềm vui? Bởi vì khi chúng ta đã nghe được cái tiếng tắt đó có nghĩa là loa nó đã hoạt động rồi, âm thanh đã phát ra rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ test đến cái phần camera. Này, rồi anh em xem ha, camera sau ha. Đó, một tiếng tắt nữa để canh nét rất là hay. Đó, camera trước. Đó, âm thanh của camera trước. Anh em thấy rõ nha. Lại nè. Đó. Đó, thì nó nghe những cái tiếng này là chúng ta đã thấy nó rõ ràng, nó không còn lỗi nữa. À, vậy thì về kết quả, bạn trai này đã phục hồi lại được chiếc máy và bạn có thể yên tâm tiếp tục sử dụng và đồng hành cùng thiết bị trong công việc và cuộc sống. À, về phương diện kỹ thuật thì Hình nói với anh em ở video clip trước, Hình có nói là đơn vị mà bán hàng cho bạn cũng rất là lớn ha, đã tiếp nhận cái máy này để sửa chữa hỗ trợ cho bạn vì máy được mua ở đơn vị đó. Nhưng mà đơn vị đó đã đưa ra một kết luận là máy này bị lỗi về CPU và không có giải pháp sửa chữa, chỉ có thay nguyên một cái main thôi. Mà nguyên một cái main em biết rồi, Hình nghĩ là giá cực kỳ cao đó, và cũng không có hàng đâu để mà thay ha. Nên là hầu như cái máy này nếu mà đúng kết luận như vậy thì máy này chỉ có bán xác máy thôi, không còn khả năng sử dụng được nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói vậy tại sao bên Thịnh lại làm được máy lại phục hồi lại về trạng thái như lúc này, dữ liệu của bạn còn nguyên vẹn hết, tất cả những phần kia đều đã được xử lý hết, vậy máy có phải lỗi CPU như đơn vị kia nói hay không? Câu trả lời ở đây là chính xác ha. Lần này chính xác là đơn vị bán máy và tiếp nhận sửa máy trước đó cho bạn đã kiểm tra đúng lỗi và lỗi chính xác thuộc về CPU. Vậy tại sao họ lại nói là không có giải pháp sửa chữa mà bên Thịnh lại sửa được? Thì giống như nhiều video clip Thịnh đã chia sẻ với anh em rằng cái vấn đề mà lỗi CPU trên thiết bị là cái ban bệnh nặng nhất của một chiếc máy smartphone hiện nay ha. Ví dụ như trên một chiếc máy có rất nhiều linh kiện điện tử, IC nguồn, IC sóng, IC wifi, vân vân, rất nhiều. Nhưng mà khi anh em lỗi nó đi vào cặp CPU, cặp RAM thì đây là vấn đề lỗi nặng nhất. Và cái lỗi này không dành cho số đông anh em kỹ thuật đó, chỉ một số ít những anh em kỹ thuật với kinh nghiệm cực kỳ lão luyện ha, kết hợp với nhiều yếu tố khác về tay nghề, về kỹ năng ha, về những cái bí quyết độc môn riêng biệt của từng người mới xử lý được cái lỗi CPU này. Đó, đó là lý do đơn vị sửa chữa kia họ đã báo không có giải pháp sửa chữa là vậy. Thậm chí tại sao mà cái từ không có giải pháp được đưa ra ở đây? Rất nhiều đơn vị sửa chữa khi mà họ tiến hành, họ kiểm tra, họ đo đạc mà họ thấy lỗi nó đi vào cái khu vực CPU thì họ không có sửa chữa nữa luôn. Đó, họ sẽ ngưng quá trình sửa chữa luôn, bởi vì họ biết họ làm cũng không được ha. Nên là cái giải pháp báo ra cho bạn trai đó là như vậy. Thì rất là may mắn và một cái duyên em đã tìm đến cửa hàng của mình, thì mình lại chuyên xử lý về cái lỗi CPU trên những cái dòng smartphone, giống như anh em xem Thịnh đã đánh những cái con Black Shark, những con ROG Phone. Đó cũng là nền tảng của Xiaomi ha, những Black Shark nền tảng của Xiaomi, ROG Phone thì Asus, đó đều là lỗi vô cặp hết. Đó, và bên Thịnh đã xử lý ổn định mượt mà, máy xài rất là bền bỉ luôn. Đó, thậm chí cái Thịnh nói thật với anh em là cái xác suất mà máy quay lại hầu như là chưa có con nào. Đó có nghĩa là Thịnh tin tưởng rằng hiện nay như bên Samsung thì có những dòng như A51, A31 vân vân cũng lỗi về CPU, A50, A50s, bên Thịnh đã xử lý và không có một cái máy nào trục trặc gì hết. À, nếu có chỉ là lỗi nhẹ và nhanh chóng được xử lý, hỗ trợ anh em và anh em tiếp tục sử dụng tiếp. À, thì tóm tắt lại,
Về cái lỗi này, chúng ta khẳng định là đơn vị sửa chữa trước họ đã kiểm tra được chính xác. Nhưng mà hình cũng có một lời khen dành cho đơn vị này, đó là họ biết giữ gìn cái thiết bị của khách hàng của mình. Có nghĩa là khi họ xác định là họ đo đạc vô lỗi được vào CPU thì họ biết cái năng lực của mình chưa thể xử lý cái vấn đề này, nên họ đã không xử lý, họ giữ cái máy zin như lúc ban đầu đó, và họ trả máy ra cho khách. Thì đó là một lời khen dành cho một đơn vị sửa chữa. Đó. Một đơn vị sửa chữa, chúng ta hiểu về cái năng lực của mình, những cái lỗi nào chúng ta biết làm, những cái lỗi nào chúng ta không biết làm, đó thì chúng ta sẽ dừng ở điểm đó. Nếu mà đơn vị này họ tiến hành, họ biết họ không làm được nhưng họ vẫn cứ thất vọng, họ vẫn cứ thích thử xem sao, đó thì 90% là cái máy này sẽ chết hẳn luôn. Bởi vì khi mà thao tác trên CPU không có chỗ cho anh em chúng ta sai lầm. Đó, nếu mà chúng ta làm sai một xíu thôi, mạch nó tróc hoặc là cặp chip nó lỗi hay gì đó, nó phù bo là coi như là thua luôn. Thì anh em lúc này, bạn trai này có mang máy qua Thịnh, Thịnh cũng không có cách nào cứu được hết. Nè, góp phần rất lớn trong cái việc sửa chữa được cái thiết bị này là do đơn vị trước đã giữ máy ở trạng thái zin. Bởi vậy tại sao ngày nay khi mà anh em liên hệ hỏi sửa máy bên Thịnh, cái điều Thịnh rất quan tâm đó là máy anh em đã có sửa chữa gì qua chưa. Hầu như nếu một cái máy zin chưa qua sửa chữa thì lỗi nặng nhẹ gì chúng ta cũng có cái phương án giải quyết thích hợp đối với nó ha. Còn cái máy đã bị sửa sai cách rồi, nó sẽ rất là khó lường. Một là chi phí sửa chữa nó gia tăng lên rất là cao, hai là không thể sửa chữa được luôn, ba là nếu có sửa chữa được nó cũng què quặt, nó cũng không có hoàn hảo được, nó lỗi tính năng này lỗi tính năng kia do đơn vị trước họ đã thao tác sai và đi xa quá nhiều. Người ta nói sai một ly đi một dặm á. Đó, là như vậy. Rồi, tóm tắt lại video clip này, Thịnh muốn nói với anh em, Thịnh rất cảm ơn bạn nam này và rất cảm ơn đơn vị sửa chữa trước, họ đã coi như tổng hòa hai yếu tố để Thịnh được dịp làm một cái ban bệnh nặng nhất trên cái dòng Redmi K20. Đây cũng là con máy đầu tiên Thịnh xử lý đến ban bệnh CPU của dòng máy này. Và sau khi Thịnh quan sát thì Thịnh tin chắc rằng trong thời gian sắp tới anh em sẽ gặp những vấn đề phần cứng khá nhiều trên cái thiết bị này, bởi không phải mình nói đây là một cái thiết bị gia công kém chất lượng, nhưng mà anh em mua rất là nhiều, quá trình anh em xài cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan thì sẽ đến lúc máy nó sẽ gặp lỗi ha, đó là tất yếu thôi. Thì lúc này đây, Thịnh tự tin rằng bên mình sẽ đưa ra những cái giải pháp xử lý triệt để và kinh tế nhất cho anh em, có nghĩa là tiêu chí của mình chất lượng nó sẽ song hành cùng với sự tiết kiệm chi phí, làm sao để anh em có một cái bài toán tối ưu và anh em tiếp tục sử dụng máy một cách bền bỉ ổn định đúng với tinh thần của một dịch vụ sửa chữa hiệu quả ha. Chúng ta đi sửa chữa vui nhất là máy nó phục hồi về trạng thái ban đầu mà tiết kiệm chi phí mà vẫn ổn định mượt mà, đó là cái niềm vui của người đi sửa máy và cũng là cái mục tiêu của đơn vị vận hành đã hơn 10 năm như bên Thịnh đây ha. Rồi, anh em hỏi lý do tại sao nó gặp lỗi này, thì theo kinh nghiệm của Thịnh, mình có một số chia sẻ với anh em như sau. Những cái dòng máy này đó, như bây giờ Thịnh nói smartphone, những cái con CPU nó phải đa nhiệm rất là nhiều. Những con như Snapdragon, MediaTek hay Exynos rồi đó, anh em thấy quảng cáo đó, đó là những con CPU nó phải đa nhiệm rất là nhiều công việc, tính năng của nó rất nhiều, nó phân luồng rồi nó rất là mạnh mẽ, nó kiêm cả đồ họa đồ vân vân. Thì người ta hay nói như thế nào, vật cực thì tất phản, có nghĩa là khi mà anh em phải đa nhiệm quá nhiều như vậy mà chúng ta bắt máy hoạt động với cường độ cao, ví dụ chúng ta chơi game liên tục, máy lúc nào cũng nóng, chúng ta coi phim liên tục, hết bộ này chúng ta cắm sạc vào, chúng ta vừa sạc chúng ta cày tiếp bộ khác, một ngày chúng ta làm liên tục như vậy thì không có một chiếc máy nào bền. Và khi chúng ta xài với cường độ cao một cách mà quá sức như vậy thì chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là con chip CPU đó, thì lúc này nó sẽ xảy ra những cái lỗi liên quan tới con chip này. Ví dụ như là treo logo hay còn gọi lỗi đột tử đó, hoặc như máy này lỗi về tính năng, lỗi âm thanh, lỗi camera. Nếu mà cái máy này đơn vị sửa chữa nào không có kinh nghiệm, không có kỹ năng đo đạc để xác định được đúng cái vùng lỗi, là đi thay camera nè, đi thay chip âm thanh nè, đó, đi thay loa nè, là không giải quyết được vấn đề gì hết, chỉ làm tốn kém thêm chi phí mua sắm linh kiện và làm kéo dài thời gian phức tạp vấn đề thôi. Và ngược lại, ví dụ như biết lỗi nhưng mà tiến hành sửa sai cách thì giống như nãy giờ Thành chia sẻ, máy cũng đi vào ngõ cụt luôn. Rồi, ok, Thành tóm tắt lại ha, vấn đề về sửa phần cứng trên Xiaomi Redmi K20, K20 Pro hoặc Mi 9T, Mi 9T Pro, nó có rất nhiều chủng loại lỗi ha, lỗi nguồn, lỗi wifi, lỗi sóng, tuy nhiên nặng nhất là những lỗi liên quan tới CPU và RAM. Đó thì bên mình đã xử lý được. Đây là chiếc máy đầu tiên cũng là mở đường cho hàng loạt những thiết bị sau này Thịnh sẽ tiếp nhận và Thịnh sẽ
có kinh nghiệm gì, anh sẽ tiếp tục chia sẻ lên cho anh em tiếp ở vị trí người dùng. Anh em hy vọng anh em xem được video và anh em sẽ có cái nhìn chính xác để làm sao gia tăng được cái xác suất cứu chữa thiết bị của mình. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video clip này nha. Chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả. Bye bye anh em.